Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas và băng tần 2035 trên Direct TV. Chào mừng quý vị đến với lại chương trình tin tức tổng hợp trong ngày cùng với tiến sĩ Ngô Hồng Dũng đến từ San Jose và Mỹ Linh. Kính chúc quý vị có một ngày thật vui bên cạnh những người thân yêu của mình. Và xin kính chào tiến sĩ Ngô Hồng Dũng. Dạ vâng, từ thành phố San Jose, chúng tôi xin gửi lời chào cô Mỹ Linh ở miền Nam California. Xin kính chào tất cả quý khán giả khắp nơi và kính chúc quý vị có được một ngày thứ ba an lành và hạnh phúc. Xin bắt đầu với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Ngô Hồng Dũng. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hân hạnh được bảo trợ bởi Yamava Resort Casino ở San Manuel với 6.500 máy kéo của luôn cả bài bang. Hệ thống Hotel Resort đã mở ra để phục vụ cho quý vị. Kính mong quý khán giả nhớ ủng hộ. Và tiếp đến nữa, đó chính là nhà hàng chay Di Lạc với tất cả những món ăn chay rất là hấp dẫn, lại bổ dưỡng cho sức khỏe. Địa chỉ là 2850 Quinby Road, suite 125 thuộc thành phố San Jose. Điện thoại là 408-238-8686, 408-238-8686. Và sau đây là những bản tin được gửi đến cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Mở đầu cùng với tiến sĩ Ngô Hồng Dũng, thưa anh. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, cái vụ sập cầu ở Baltimore, Hoa Kỳ đó, đã mở ra một lối lưu thông khác tạm thời trên dòng sông. Một tuần lễ sau vụ sập cầu ở Baltimore, một tuyến lưu thông tạm thời trên dòng sông đã được mở ra để cho tàu bè có thể tiếp cận đến cảng của biển Baltimore. Đây là cảng lớn nhất ở Hoa Kỳ. Tàu kéo Crystal Coast đã đẩy một xà lan chở nhiên liệu phía bên dưới phần còn lại của cây cầu đã bị sập Baltimore để có được một lối lưu thông. Từ Washington, thông tin viên của AFA là Julian Nodo đã tường thuật như sau. Tuyến lưu thông tạm thời chưa phải dành cho các tàu chở container hay là các tàu chở hàng cỡ lớn. Những loại tàu thường xuyên ghé cảng Baltimore. Chỉ có những loại tàu nhỏ được xem là thiết yếu, có thể đã đi qua một lối hẹp hơn được tạo ra giữa đống đổ nát, sắt, thép, bê tông. Còn những tàu hàng khổng lồ chưa thể đi qua dòng sông Patapsco. Trên lúc này thì thực tế những con tàu thiết yếu này trước hết là những con tàu tham gia vào công việc dọn dẹp lối lưu thông được bắt đầu từ ngày hôm qua. Một lối thứ hai thậm chí đang được dọn dẹp nhưng chính quyền không thể cam kết về ngày giờ mở cửa cho lưu thông. Mục tiêu là từng bước cho phép các loại tàu lớn hơn có thể đi qua nơi này. Điều này thực sự là cần thiết cho việc khôi phục lại những chuyến di chuyển của các tàu bè trong việc mà những công nhân phải cố gắng nỗ lực để làm việc hàng ngày, hàng giờ để có thể có được một tuyến lưu thông ở thành phố Baltimore. Đây là một hải cảng đầu tàu của Hoa Kỳ vận chuyển xe hơi, thiết bị nông nghiệp, những loại tàu chở hàng, đặc biệt là chở than đá, chiếm giữ một phần quan trọng trong hoạt động của hải cảng. Công việc này rõ ràng là phức tạp, cần phải dọn dẹp và lưu thông tuyến đường càng sớm càng tốt để khôi phục lại nền kinh tế ở tiểu bang Maryland. Dạ, mời cô Mỹ Linh trở lại. Và tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến gọi là cái số tiền mà tiền bond bảo lãnh cho cựu tổng thống Trump trị giá 175 triệu đã giúp đỡ cho những tài sản giá trị của cựu tổng thống không bị đụng đến cho đến thời điểm hiện tại. Khoản tiền thế chân với lại số tiền đáng lẽ ra phải hơn 400 triệu, bây giờ còn 175 triệu là một trong những số tiền mà cựu tổng thống Trump và gọi là những người đồng minh của mình đã điêu được đối với lại thẩm phán của tiểu bang New York khi mà họ đã bị buộc tội vì tội gian lận trong kinh doanh. Và dĩ nhiên đây là một sự buộc tội rất là trắng trợn, rất là khó khăn mà cựu tổng thống Trump phải đối mặt. Tuy nhiên vào giờ phút chót, khi mà cái ngày mà due date, ngày cuối cùng là ngày 25 của tháng 3 vừa qua, thì cựu tổng thống Trump đã gọi là thoát một cách dễ, gọi là ngoạn mục khi mà số tiền từ 400 mấy chục triệu xuống còn 175 triệu. Và cựu tổng thống Trump có 10 ngày để giải quyết vấn đề và ông nói ông sẽ làm như vậy. Và thay vì số tiền thẩm phán ra lệnh cho tất cả Trump Organization, cựu tổng thống, các con của cựu tổng thống, tổng cộng số tiền phạt là 464 triệu cộng với tiền lãi, trong đó riêng cựu tổng thống là 454 triệu.
Và cựu tổng thống đã gọi là giành chiến thắng bằng cách ngăn chặn việc thực thi phán quyết để có thể gọi là thanh khoản hay là có thể mà đến xiết nợ tất cả những tài sản rất là quý giá của ông. Và thay vào đó thì ông sẵn sàng để nộp cái số tiền bảo lãnh cho mình để mà trị giá 175 triệu. Thì theo ông Gregory German là giáo sư luật của trường đại học Syracuse cho biết đó sẽ là tàn khốc nếu như mà bản kháng cáo được chấp nhận. Bằng cách gọi là đưa ra cái tiền bond của mình vào cuối ngày thứ hai thì cựu tổng thống đã có thời gian để kháng cáo mà không phải lo lắng cho việc các hình phạt đáng kinh ngạc sẽ chống lại ông thể sẽ được thi hành. Ngoài số tiền phạt thì cựu tổng thống còn bị cấm sẽ đứng ra điều hành các và đứng ra để mà đảm nhận những vị trí mà lớn nhất ở trong công ty. Và không những cựu tổng thống mà bao gồm cả con trai của ông là Donald Trump Jr. và Eric Trump đều không được đảm nhận các vị trí lãnh đạo hàng đầu trong tất cả những cơ sở kinh doanh ở tại New York trong vài năm, hoặc là cấm họ vay bất kỳ một khoản tiền vay nào ở trong tiểu bang. Thì rõ ràng đây là hình phạt rất là nặng nề, mà chúng ta thấy được đây là cái vụ án mình nhìn vô thì mình thấy rất là khó chịu. Tại vì rõ ràng bây giờ ví dụ như cái nhà của quý vị bán, quý vị định giá cho căn nhà của mình, quý vị nói căn nhà của tôi là 3 triệu, trong khi rõ ràng nó có thể là nó hơi cũ kỹ chút xíu, nó khoảng chừng 1,5 triệu 2 triệu thôi, nhưng mà quý vị nói 3 triệu. Thuận mua vừa bán, ai thích cái location đó, thích cái nhà đó quá, nghĩ hợp phong thủy, hoàn toàn có thể bỏ số tiền đó ra 3 triệu để mua. Dạ, hoặc là nhưng mà khi mà quý vị gọi là mua bảo hiểm cho nó, hay là quý vị thật sự bán ở trên thị trường, sẽ có người gọi là người appraisal đến để mà kiểm tra, chứ đâu phải là muốn nói gì nói, đúng không? Quý vị muốn bán nhà, quý vị hoàn toàn list cái số tiền mà quý vị muốn. Nếu quý vị muốn bán thì rõ ràng cựu tổng thống bây giờ muốn nói cái gia sản của ông, tài sản của ông mấy tỷ cũng được hết á. Tại vì đó là cái mà ông định giá cho tài sản của mình, bao nhiêu công sức bill do ông nghĩ nó phải định giá như vậy. Nhưng mà với cái người nào muốn làm ăn kinh doanh thì họ có người appraisal, họ nhìn vào họ nói không, thật sự chúng tôi có người chuyên gia đứng thứ ba đây appraisal, giá trị của ông chỉ có nhiêu đây thôi. Mà không ngờ một chuyện chúng ta nghĩ rất đơn giản nhưng mà cuối cùng bay qua bên tiểu bang New York thì nó trở thành một đại án, và rõ ràng làm cho cựu tổng thống Trump là coi như là sất bất sang bang với cái vụ án này rồi. Tưởng chừng như nó nhỏ mà cuối cùng là sất bất sang bang với vụ án này luôn, là bây giờ số tiền 454 triệu treo lơ lửng trên đầu cựu tổng thống Trump, chưa kể hai người con của ông nữa. Và bây giờ dù rằng cái tiền bond là 175 triệu, tổng thống Trump đã có sẵn sàng để mà take care cho nó, nhưng bây giờ đang chờ kháng cáo, và đến khi tòa án kháng cáo mà chấp thuận cái bản án của bên phía mà tòa thượng thẩm đã đưa ra thì chuyện gì sẽ xảy ra, cái đó chúng ta còn phải chờ coi nữa, thưa quý vị. Quay trở lại với Thứ sĩ Hồng Dũng, thưa anh. Kính thưa quý vị, Israel đã ném bom tòa đại sứ ở tại Iran, tòa đại sứ Iran ở tại Syria, khiến cho 7 người Iran thiệt mạng, gồm có 3 người chỉ huy cao cấp. Một tòa nhà đồ sộ bên trong khu vực phức hợp đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria, ngày 1/4/2024 là ngày hôm qua, các máy bay chiến đấu bị nghi là của Israel đã ném bom đại sứ quán Iran ở Syria. Các máy bay chiến đấu đã sử dụng không người lái. Đây là sự leo thang rõ rệt trong cuộc chiến giữa Israel với các kẻ địch trong khu vực. Tehran nói rằng cuộc tấn công đã giết chết 7 cố vấn quân sự, trong đó có 3 chuyên viên cấp chỉ huy. Ngoại trưởng của Syria là Faisal Miqdad đã nói rằng chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố tàn bạo nhằm vào tòa nhà lãnh sự ở Iran tại Damascus và giết chết một số người vô tội. Israel lâu nay vẫn nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Iran ở Syria và các cơ sở của những lực lượng tay chân, đẩy mạnh các cuộc tấn công và chiến dịch nhằm vào nhóm Hamas của người Palestine được Iran hậu thuẫn ở dải Gaza. Kể từ khi cuộc chiến ở dải Gaza nổ ra do Hamas tấn công vào miền nam của Israel vào ngày 7/10/2023 đó, thì quân đội Israel đã tăng cường không kích ở Syria nhằm vào lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran và nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon do Iran hậu thuẫn. Cả hai đều ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria là Bashar al-Assad. Cuộc tấn công hôm 1/4 là lần đầu tiên Israel tấn công vào chính
khu đại sứ quán rộng lớn của Iran. Đại sứ quán Iran ở tại Shira là người không hề hấn gì nói với truyền hình nhà nước của nước Iran rằng 5 đến 7 người bao gồm cả nhà ngoại giao đã thiệt mạng và Tehran sẽ phản ứng quyết liệt trong những ngày sắp tới. Dạ, mời cô Mỹ Linh trở lại. Và tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến Tòa Bạch Ốc đã phẫn nộ trước cuộc tấn công của Israel khiến cho những người công nhân làm tại World Center Kitchen đã thiệt mạng. Tòa Bạch Ốc vào ngày hôm nay gọi cuộc tấn công của Israel giết chết các nhân viên và làm việc ở trong cái khu vực của dải Gaza, và họ làm việc với lại mục đích nhân đạo. Đây là một cái vấn đề rất là lớn, mặc dù các quan chức đã báo hiệu rằng sẽ không có thay đổi nào trong việc Mỹ giúp đỡ cho Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas, tuy nhiên không hài lòng với lại cái sự phản công vừa rồi của Israel. Ông John Kirby, người đứng đầu cho phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc về các vấn đề an ninh quốc gia, cho biết trong cuộc họp báo rằng chính quyền của Tổng thống Biden rất phẫn nộ khi biết về cuộc tấn công của quân đội Israel khiến cho những người nhân viên làm việc của World Central Kitchen, nơi đang phân phát thực phẩm cho người dân ở dải Gaza, đã thiệt mạng. Chúng tôi hy vọng một cuộc điều tra rộng lớn hơn sẽ được thực hiện và thực hiện một cách nhanh chóng. Chúng tôi hy vọng những phát giác đó sẽ được công khai và có trách nhiệm giải trình thích hợp. Ông tiếp tục, hơn 200 nhân viên cứu trợ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này, khiến nó trở thành một trong những cuộc xung đột tồi tệ nhất đối với các nhân viên cứu trợ trong lịch sử gần đây. Vụ việc này là một biểu tượng của một vấn đề lớn hơn và là bằng chứng cho thấy việc tại sao phân phối viện trợ ở dải Gaza lại gặp nhiều thách thức đến như vậy. Nhưng ngoài cuộc tấn công, điều đó rõ ràng là tổ chức IDF phải làm rõ hơn nữa để thay đổi quy trình để giảm xung đột ảnh hưởng đến người dân thường và những người nhân viên cứu trợ nhân đạo phải được bảo vệ. Thủ tướng Israel là ông Benjamin Netanyahu đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công giết chết 7 nhân viên cứu trợ, một nhóm từ thiện đến từ tổ chức World Central Kitchen, một tổ chức do đầu bếp Jose Andre lãnh đạo. Đến thưa quý vị. Và đến đây thì chúng tôi xin kính mời quý khán giả vẫn giữ những băng tần của VNA TV và chương trình sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn đang theo dõi chương trình ở trên phần live streaming của chúng tôi ở Facebook cũng như trên YouTube. Hello quý vị Hảo Trần. Dạ, quý vị Hảo Trần say rất chính xác, bỏ luôn ba cái thumbs up. Dạ, cảm ơn nhiều lắm. Dạ, được, cái này rất chính xác, tức là phân tích cái vụ án của cựu tổng thống Trump ở New York đúng không? Dạ, mình nhìn, mình cảm thấy là mọi chuyện nó rất là đơn giản. Bỗng nhiên qua tới New York cái tự nhiên nó phức tạp hẳn ha. Dạ, qua tới New York cái tự nhiên biến thành một cái chuyện to tát khủng khiếp. Dạ, đó trong khi là đây là cố tình gây khó khăn và cố tình lấy được tài sản của cựu tổng thống càng nhiều càng tốt để gây cho ông những cái gọi là khó khăn về mặt tài chính trong cái cuộc bầu cử. Đó là chuyện mình dễ hiểu lắm. Nhìn một cái là thấy nước cờ đi liền à. Dạ, cho nên để coi thử cựu tổng thống sẽ phải giải quyết cái vấn đề này như thế nào. Bây giờ chúng tôi mời quý vị tiếp tục đến với những bản tin. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ những băng tần của VNA TV để theo dõi chương trình tin tức cập nhật trong ngày được gửi đến cho quý khán giả mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu từ 7 giờ đến 8 giờ tối giờ miền Nam California. Hân hạnh được bảo trợ bởi công ty D1 cùng với nữ ca sĩ Tâm Đoan với những sản phẩm đã được FDA approve rất là tốt để cho quý vị có thể chăm sóc cho làn da của mình được trắng hơn, mịn màng hơn, tươi trẻ hơn và nhiều sức sống hơn nữa, rất là healthy. Cho nên là mời quý vị sử dụng thử những sản phẩm như Deluxe Serum nè, sữa rửa mặt nè, kem chống nắng nè, đó là những sản phẩm Mylin đang sử dụng nha. Rồi ngoài ra còn có collagen dạng nước Mylin uống vào, da đẹp hơn, sáng và đặc biệt ngủ rất ngon luôn. Cho nên mời quý vị dùng thử. Số phone là 1-888-998-9788, 1-888-998-9788. Và tiếp đến nữa đó là hãng xe Kia với dòng xe EV6, dòng xe điện 100%, lần đầu tiên được Kia sản xuất, và đặc biệt là có những loại xe tha hồ cho quý vị lựa chọn từ EV6, EV9, rồi Niro, rồi Sportage v.v. Có nhiều loại xe trên thị trường tha hồ cho quý vị lựa chọn. Kính mong quý khán giả nhớ ủng hộ. Và tiếp đến vẫn là những bản tin gửi đến cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi cùng với tiến sĩ Ngô Hồng Dũng, thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Kính thưa quý vị, Tehran thề sẽ trả đũa vụ Israel oanh kích
Damascus giết chết 8 vệ binh của Iran. Kính thưa quý vị, bản tin này nó rất là quan trọng bởi vì từ năm ngoái cho đến năm nay thì Israel đã chống lại Hamas, nghĩa là có những cái lời lên án đối với Iran nhưng mà chưa có đụng tới Iran. Nhưng mà ngày hôm qua, tức là mùng 1 tháng 4 đó, là cái cuộc đụng độ trực tiếp đối với Iran. Và thưa quý vị, đây là một cái sự kiện mà chúng ta thấy rằng nó có vẻ nổ lớn và nó sẽ kéo cả thế giới quan tâm vô cùng nguy hiểm. Đêm ngày 1 tháng 4 năm 2024, một cuộc không kích được cho là do Israel tiến hành nhằm vào tòa lãnh sự Iran ở Damascus, thủ đô của Syria, làm cho 11 người thiệt mạng, trong đó có 7 vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Chính quyền của Tehran đã cam kết và thề sẽ trả đũa. Nhiều người tập trung gần một địa điểm ở thủ đô Damascus của Syria mà truyền thông Iran và Syria nói là bị hư hại do vụ không kích của Israel vào lãnh sự quán này. Bộ Ngoại giao của Iran cho biết toàn bộ số người trong tòa nhà đã bị giết chết hoặc bị thương. Trong một thông cáo, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo xác nhận trong số 7 nạn nhân có 2 sĩ quan cao cấp của lực lượng Al-Qaeda. Mohammad Riza Haridi, Mohammad Hadi Haji Ramini. Nhiều nhà quan sát nhận định đây là một đòn đao cho Iran. Mohammad Reza Jahadi chịu trách nhiệm cung cấp cho Hezbollah Liban mọi sự trợ giúp về hậu cần và quân sự cần thiết trong bối cảnh đối đầu chiến lược với Israel. Hôm nay, chế độ Tehran đã có phản ứng mạnh, cáo buộc vai trò và trách nhiệm của Hoa Kỳ trong vụ tấn công này. Tổng thống Ebrahim Raisi cam kết sẽ trả đũa. Từ Tehran, thông tín viên đã nói rằng Iran đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để lên án cuộc tấn công nhằm vào tòa lãnh sự của Iran, làm thiệt mạng nhiều người, trong đó có những nhân vật số 1 và số 2 của lực lượng Al-Quds, vệ binh cách mạng chuyên trách về chiến dịch quân sự tại Syria và Lebanon. Thưa quý vị, đó là những gì mà chúng ta được biết khởi nguồn cho một cuộc chiến mà nó có thể dẫn đến những vấn đề của nguyên tử ở tại Trung Đông. Dạ, mời cô Mỹ Linh trở lại. Và tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến Tổng thống Biden đang phải đối mặt với các vụ kiện liên quan đến việc cấm cái menthol, tức là tinh dầu bạc hà, ở trong những cái gói thuốc lá. Giống như là một sản phẩm rất nổi tiếng đó là Camel Menthol, thì bây giờ là không có được bán ở tại California. Và một số các tiểu bang giống như Nevada hay Nevada vẫn được bán, nhưng mà California là cấm. Tại vì người ta nói rằng có tinh chất bạc hà, tinh dầu bạc hà này làm cho những người hút thuốc cảm thấy hút ngon hơn, hấp dẫn hơn và làm cho người ta dễ nghiện hơn. Cho nên Tổng thống Biden cấm. Nhưng mà bây giờ ông cấm mà đã bỏ lỡ mất thời hạn tuyên bố cái quy định cấm thuốc này của mình rồi. Cho nên làm cho một số những người mà ủng hộ cho sức khỏe cộng đồng đó, bây giờ họ phẫn nộ với lại cái việc ông Biden đã trì hoãn vô thời hạn do vấn đề chính trị của năm bầu cử. Tại vì dĩ nhiên nếu như mà ông cấm cái việc bán cái tinh chất bạc hà có trong thuốc thì có thể làm cho những công ty thuốc sản xuất, những công ty tobacco sẽ không còn bỏ ra nhiều tiền để mà lobby nữa, hoặc là họ sẽ không còn ủng hộ cho các chính trị gia của đảng phái chứ. Đó, điều này cho nên làm cho ông chần chừ và bỏ lỡ mất thời gian công bố, nên làm cho các nhóm bảo vệ sức khỏe cộng đồng vô cùng tức giận. Trong những nỗ lực buộc chính quyền phải ra hành động, có 3 nhóm liên quan đến y tế cộng đồng chống thuốc lá vào ngày hôm nay đã đệ đơn kiện cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm, cũng như là cơ quan đứng đầu của tổ chức này, và đó là Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Do bị cáo không có hành động, bị cáo tức là chính quyền Tổng thống Biden đó và các công ty đã tiếp tục sản xuất thuốc lá có chất bạc hà, tức là chất menthol, để nhắm mục tiêu vào các thanh thiếu niên, phụ nữ và cộng đồng những người da màu. Tất cả đều gây bất lợi cho sức khỏe cộng đồng. Và các nhóm viết trong đơn khiếu nại của họ được đệ trình lên một tòa án ở quận hạt phía bắc của tiểu bang California. Các quan chức y tế ban đầu nhắm mục tiêu vào tháng 8 năm ngoái để có thể công bố quy định cấm tinh dầu bạc hà ở trong thuốc. Nhưng vào cuối năm ngoái thì chính quyền Tổng thống Biden đã trì hoãn lệnh cấm này cho đến tháng 3 năm nay, khi mà vận động hành lang quyết liệt từ các nhà phê bình, bao gồm cả ngành công nghiệp thuốc lá, dường như khiến Tòa Bạch Ốc lo sợ rằng một hành động cấm cản như vậy có thể chọc giận những người hút thuốc lá và những người da màu và gây tổn hại đến cơ hội tái đắc cử của ông Biden.
và hoàn toàn không có lý do để trì hoãn thêm một chính sách đã được nghiên cứu trong hơn 12 năm, được giúp đỡ và được gọi là đưa ra những bằng chứng chứng thực bởi các bằng chứng khoa học áp đảo, và nó sẽ cứu sống hàng trăm nghìn người. Đừng nhầm lẫn, sự chậm trễ phải trả giá bằng mạng sống, đặc biệt là mạng sống của những người da màu. Đó là theo lời của ông Yolanda Richardson, là chủ tịch kiêm người giám sát tổ chức điều hành của chiến dịch vì trẻ em không hút thuốc lá, và cho biết trong một tuyên bố chung với lại ông Derek Johnson, là người chủ tịch và giám đốc điều hành của tổ chức NAACP. Những người ủng hộ cho sức khỏe cộng đồng cho rằng lệnh cấm này sẽ củng cố thêm cái cam kết của chính quyền đối với sự công bằng về vấn đề y tế và những sáng kiến liên quan đến cái tổ chức gọi là Cancer Moonshot của Tổng thống Biden. Dạ, cho nên đây là một vấn đề rất là nghiêm trọng mà bên phía chính quyền Tổng thống Biden bị chần chừ. Một bên thì bị các tổ chức quan tâm đến sức khỏe cộng đồng chống lại, một bên thì bị công ty thuốc lá chống lại, và họ sẽ bỏ đi những cái số tiền họ lobby, cho nên bây giờ đang giằng co không biết là phải làm như thế nào và tiến thoái lưỡng nan. Quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, thưa anh. Dạ vâng, bản tin tiếp theo là Hoa Kỳ và nước Anh công bố chính thức lập đối tác về an toàn trí tuệ nhân tạo. Bộ trưởng Thương mại của Hoa Kỳ là bà Gina Raimondo trong một chuyến thăm Phi Luật Tân hôm thứ Hai, mùng 1 tháng 4, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh công bố thiết lập quan hệ đối tác mới tập trung vào ngành khoa học và sự an toàn của trí tuệ nhân tạo, giữa lúc có những mối lo ngại ngày càng lớn về các phiên bản thế hệ tiếp theo sắp ra đời. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ là bà Gina Raimondo và Bộ trưởng Công nghệ của Anh Michel Dumelan đã ký một biên bản ghi nhớ ở tại Washington để cùng hợp tác phát triển thử nghiệm mô hình AI là trí tuệ nhân tạo tiên tiến sau các cam kết được công bố tại hội nghị thượng đỉnh an toàn AI ở Bletchley Park. Bà Raimondo nói: "Tất cả chúng ta đều biết AI là công nghệ định hình thế hệ của chúng ta. Sự hợp tác này sẽ đẩy nhanh hoạt động của cả hai bộ phận mà hai nước chúng ta trong mọi vấn đề nhằm giải quyết những rủi ro liên quan đến an ninh quốc gia và những mối liên hệ trực tiếp đến cái cuộc sống, và nó có thể tiếp cận công khai. Cả hai cũng đều đang nỗ lực phát triển các quan hệ đối tác tương tự với các quốc gia khác để thúc đẩy sự an toàn của AI." Về phần mình, bà Dumelan đã nói đây là thỏa thuận đầu tiên kiểu như thế này trên thế giới. AI đã là một thế lực phi thường vì lợi ích của xã hội chúng ta và có tiềm năng to lớn, có thể giải quyết một số những thách thức lớn. Tuy nhiên, nó cũng có cái mặt trái rất là nguy hiểm. Dạ, mời cô Mỹ Linh trở lại. Và tiếp đến nữa, kính thưa quý khán giả, cựu Tổng thống đã lợi dụng cái bài nói chuyện của mình liên quan đến những quý vị nhớ là cựu tổng thống đã nói ở tại North Carolina thì phải, là ông nói rằng là nếu ông thua cuộc trong tháng 11 này sẽ có một cuộc tắm máu, và bên phía ông Biden là gọi là tranh thủ cái cơ hội đó để nói là cựu tổng thống Trump là một con người rất là dễ sợ, rồi là chuẩn bị hò hét để mọi người có thể làm ra một cái cuộc gọi là đại náo để mà giống như là còn mạnh mẽ hơn ngày 6 tháng Giêng của năm 2021. Đó, lợi dụng cái cơ hội, lợi dụng câu nói đó của người ta để mà có thể nói như vậy. Đó. Rồi nhưng mà bây giờ cựu tổng thống Trump lợi dụng lại cái nhận xét của bên phía ông Biden để lật ngược lại và nói về vấn đề biên giới ở tại Michigan. Và thưa quý khán giả, cựu tổng thống đã chấp nhận thuật ngữ tắm máu của mình vào ngày hôm nay khi ông chú ý đến cách giải quyết vấn đề biên giới của tổng thống Biden trong chuyến thăm đến Michigan. Cựu tổng thống thực hiện chuyến đi đầu tiên đến tiểu bang chiến địa kể từ hồi tháng 2 đã vẽ ra một bức tranh ảm đạm về một đất nước tràn ngập những người di cư dưới sự lãnh đạo của ông Biden và thề sẽ trấn áp vấn đề biên giới ngay sau khi nhậm chức. Và nếu ông được tái đắc cử, và khi làm như vậy thì ông sẽ tổ chức và ông sẽ có những cái gọi là biện pháp của mình. Nhưng mà có một cụm từ ông nhắc đến và để gây rắc rối cho ông trong suốt vài tuần qua, đó chính là vấn đề tắm máu. Và bây giờ để sử dụng cái cụm từ hấp dẫn đó của mình thì cựu tổng thống Trump nói: "Hôm nay tôi đứng trước các bạn để tuyên bố rằng cuộc tắm máu ở biên giới của ông Joe Biden." Và đúng như vậy, đó là một cuộc tắm máu, cựu tổng thống nói trong bài nói chuyện từ thành phố Grand Rapids.
Họ đã cố gắng sử dụng thuật ngữ đó một cách không chính xác với tôi 2 tuần trước. Bạn biết đấy, tất cả đều là những thông tin sai lệch. Nhưng đó là một cuộc tắm máu ở biên giới. Nó đang hủy hoại đất nước của chúng ta. Và một điều rất tồi tệ đang xảy ra. Nó sẽ kết thúc vào ngày mà tôi nhậm chức. Cựu tổng thống đứng đằng sau một tấm bảng có dòng chữ ngăn chặn cuộc tắm máu ở biên giới của Biden và được bao quanh bởi các thành viên của cơ quan thực thi pháp luật. Và ngay trước cuộc vận động tranh cử của cựu tổng thống ở Michigan, thì Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa gọi tắt là NRC gọi tắt là đã công bố thành lập một cái trang web gọi là BidenBlockBack.com. Và hấp dẫn không? Cho nên là một câu của cựu tổng thống Trump thôi bây giờ trở nên ăn tiền vài bữa là có thể là nó vô trong từ điển được cũng nên luôn á. Và đến đây thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị vẫn giữ những băng tần của VNATV. Chương trình sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo. Trình của chúng tôi ở trên Facebook cũng như trên YouTube VNTV. Kính mời quý vị nhớ share cho bạn bè khắp nơi cùng theo dõi. Hello quý vị Hảo Trần, quý vị Diễm Lâm và những quý vị khác đang theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày rất vui nha. Và bây giờ kính mời quý vị tiếp tục với lại những bản tin của buổi tối hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ những băng tần của VNATV để theo dõi chương trình tin tức tổng hợp trong ngày cùng với tiến sĩ Ngô Hồng Dũng và Mỹ Linh. Và kính thưa quý vị, chương trình này hân hạnh được bảo trợ bởi công ty Nature Medic với những sản phẩm chuyên về Full Garden có cả dạng viên và dạng nước giúp cho quý vị có thể gia tăng thêm sức đề kháng của mình để trong quá trình điều trị những căn bệnh, kể cả bệnh ung thư thì giúp cho quý vị có nhiều sức khỏe hơn, điều trị được tốt hơn, thành công hơn. Số phone là 1888-376-6768, 1888-376-6768. Kính mời khán giả tìm hiểu thêm ở talk show mỗi ngày thứ hai lúc 1:50 cũng như là mỗi ngày thứ tư lúc 1 giờ trưa giờ miền Nam California trên tất cả những bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp đến vẫn là những bản tin gửi đến cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Tiếp theo cùng với tiến sĩ Ngô Hồng Dũng, thưa anh. Kính thưa quý vị, chính quyền của Tổng thống Joe Biden cân nhắc giao vũ khí trị giá 18 tỷ Mỹ Kim cho Israel. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang cân nhắc có chuyển giao vũ khí trị giá 18 tỷ đô la cho Israel, Do Thái hay không. Gói này bao gồm hàng chục máy bay F-15. 5 nguồn tin nắm vấn đề cho hay là hôm nay, ngày 2 tháng 4, một nguồn tin nói rằng việc bán 25 chiếc F-15 của hãng Boeing cho Israel đã được xem xét kể từ khi Hoa Kỳ nhận được yêu cầu chính thức vào tháng 1 của năm 2023. Rất lâu trước đó, khi chiến dịch quân sự kéo dài 6 tháng của Israel ở dải Gaza. Với đợt bắn mới này, tổng số máy bay mà Israel sẽ tiếp nhận nâng lên thành 50 chiếc F-15. Nguồn tin thứ hai cũng nói rằng cần phải đẩy nhanh việc bắn và giao máy bay là một trong những đề nghị hàng đầu của Bộ trưởng Quốc phòng Israel là Yoav Gallant, người đã đến thăm Washington vào tuần trước và hội đàm với các quan chức Hoa Kỳ, bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia ông Jake Sullivan và Bộ trưởng Quốc phòng là Lloyd Austin. Một quan chức Hoa Kỳ cho biết thời gian sớm nhất mà máy bay sẽ được giao là năm 2029. Sao lâu quá vậy không? Nếu như có thông báo chính thức được gửi tới Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 4 và các thủ tục được hoàn tất ngay lập tức, một phụ tá thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện nói rằng Chủ tịch Ủy ban là Michael McCaul đã bật đèn xanh cho việc bán F-15 vào ngày 30 tháng 1 khi các văn phòng liên quan trong Quốc hội chịu trách nhiệm phê duyệt các cuộc chuyển giao vũ khí đã nhận được thông báo. Đã có cuộc thảo luận giữa chính quyền và Quốc hội về trường hợp các máy bay F-15. Nguồn tin thứ hai nắm vấn đề này đã cho biết những người đã nói thêm rằng trong số 4 văn phòng nắm quyền phê duyệt các hoạt động chuyển giao vũ khí vẫn còn một vài văn phòng chưa duyệt. Luật pháp của Hoa Kỳ yêu cầu Quốc hội phải được thông báo về thỏa thuận bán hàng quân sự lớn cho nước ngoài và trao quyền cho Quốc hội ngăn chặn việc mua bán bằng cách thông qua nghị quyết không chấp thuận với một lý do nào đó. Và điều này chúng ta còn đường
nhìn thấy cái sự hội luận giữa hai phía có lẽ sẽ đi đến kết quả sau cùng. Dạ, mời quý vị trở lại. Và tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến người dân ở tại Oklahoma đang sẵn sàng bỏ phiếu để mà có thể phế truất của một người ủy viên của thành phố có liên quan đến chủ nghĩa gọi là dân tộc da trắng. Và người ta nghi ngờ là người này có thể có một sự phân biệt chủng tộc rất là lớn, cho nên là họ muốn recall. Người dân Oklahoma sẽ bỏ phiếu vào ngày mai để có thể quyết định xem có nên bãi nhiệm một ủy viên của thành phố có rất là một người city commissioner theo chủ nghĩa dân tộc da trắng. Và theo cuộc bãi nhiệm ở thành phố gọi là Enid ở tiểu bang Oklahoma, quyết định liệu là ông Joe Budvins là ủy viên của khu vực số 1 của thành phố có nên được tại vị hay không. Theo ủy ban tư pháp của thành phố Enid thì họ đã cáo buộc ông Blevins là một tên quốc xã công khai, một người đã được chụp ảnh rất nhiều lần tại cuộc biểu tình ở tại Charlottesville Unite Upright vào năm 2017. Ủy ban này cho biết Blevins đã liên kết với là một cuộc trò chuyện và lên kế hoạch cho một cuộc tuần hành và các bài đăng khác có liên quan đến một nhóm đầy thù hận. Identity Veropa là được coi là một nhóm đã giúp lên kế hoạch cho cuộc tuần hành chết người. Trang web của ủy ban cho biết người ta cảnh báo rằng anh ta không chỉ có mặt ở đó mà còn tổ chức các sự kiện ủng hộ cho Đức Quốc xã ở tại Charlottesville và ở đây ngay tại Oklahoma. Ủy ban đã thu thập được đầy đủ các chữ ký để có thể thực hiện một cuộc bầu cử bãi nhiệm. Các cử tri bây giờ sẽ quyết định họ có cho phép ông Blevins giữ lại chiếc ghế của mình hay bầu một người khác. Ông Blevins là một cựu chiến binh của chiến tranh Iraq, người được bầu vào tháng 2 của năm 2023 sau khi tờ báo địa phương đăng một câu chuyện về cái mối liên quan của ông với lại bên phía của dân tộc chủ nghĩa da trắng. Trong một diễn đàn cộng đồng vào ngày thứ ba thì ông đã thừa nhận rằng ông có tham gia vào cuộc biểu tình và có cái mối liên hệ với lại tổ chức Identity Europa, nhưng ông nói rằng ông hiện phản đối mọi hình thức căm thù của chủng tộc và vấn đề phân biệt chủng tộc. Và Patrick Anderson là một đảng viên của Đảng Cộng hòa đại diện cho thành phố Enid tại Thượng viện của tiểu bang, nói với lại tờ AP rằng ông cho rằng cái mối gọi là liên quan giữa ông Blevins với lại chủ nghĩa dân tộc da trắng là không phản ánh đúng quan điểm của cộng đồng chúng tôi. Vâng, dĩ nhiên điều này khi mà đã tuyên bố như vậy thì có nghĩa là ông Blevins ít có cơ hội có thể giữ lại được chiếc ghế của mình. Quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, thưa anh. Ấn Độ ủng hộ phi luật tăng bảo vệ chủ quyền hàng hải trong bối cảnh căng thẳng với Trung Cộng. Ngoại trưởng Ấn Độ là Subrahmanyam Jayashikara đã trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp ở tại Bangkok, Thái Lan vào những ngày vừa qua. Trong bối cảnh Trung Quốc đang có những hành động gay hấn tại Biển Đông, đang có tranh chấp, Ấn Độ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ quyền quốc gia của phi luật tăng và kêu gọi tuân thủ nghiêm ngặt tự dựa trên luật lệ. Chúng tôi kiên quyết ủng hộ vai trò trung tâm, sự gắn kết và thống nhất của ASEAN. Bộ trưởng Ngoại giao là Subrahmanyam Jayashikara đã tuyên bố trong một cuộc họp với những người đồng cấp phi luật tăng là Enrique Manalo tại Manila. Ông Jayashikara đã kêu gọi tất cả các bên liên quan đến tranh chấp lãnh thổ trên biển phải tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, được gọi là UNCLOS. Tất cả các bên phải tuân thủ toàn bộ công ước này, cả về văn hóa cũng như lẫn tinh thần. Ông nói, tôi nhân cơ hội này để tái khẳng định một cách kiên định sự ủng hộ của Ấn Độ đối với phi luật tăng trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ấn Độ đã nỗ lực thúc đẩy quan hệ với phi luật tăng trong các lĩnh vực khác nhau. Theo Bộ Ngoại giao phi luật tăng, hai nước đã thống nhất đẩy nhanh việc hợp tác về nhận thức lĩnh vực thiết bị, thiết kế, giải quyết hòa bình các tranh chấp và tuân thủ những phán quyết của trọng tài năm 2016 về Biển Đông. Phán quyết này ủng hộ các tuyên bố lãnh thổ của phi luật tăng là đứng đắn. Ông Manalo đã nhấn mạnh rằng hai quốc gia đang tìm kiếm những cách thức mà chúng tôi có thể đóng góp vào an ninh của hai quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, duy trì một sự cởi mở, hòa bình và ổn định. Đây là một sự ủng hộ quan trọng bởi vì Ấn Độ từ trước đến nay không có lên tiếng về vấn đề
mà Trung Cộng thường có những cái thái độ quấy rối đối với Phi Luật Tăng. Nhưng chắc chắn lần này khi mà Ấn Độ đã lên tiếng như vậy thì có lẽ phía sau Ấn Độ chúng ta thấy hình ảnh của một nhóm khác, đó là Quad, trong đó có Hoa Kỳ. Thì chắc chắn rằng cái sự kiện mà Trung Cộng rờ tới Phi Luật Tăng rồi rờ tới Việt Nam sẽ bị sự phản ứng rất mạnh từ cái khối này, mà trong đó cái người đứng ra nói chính là Ấn Độ, tiếp theo có thể là Hoa Kỳ. Dạ, mời cô Mỹ Linh trở lại. Dạ, và tiếp đến nữa, kính thưa quý khán giả, quý vị sẽ được quan sát Nhật thực ở trong tuần tới. Đây là điều hiếm gặp lắm nha, và quý vị thấy đây là hình ảnh của mọi người để mà chờ Nhật thực đó. Và thưa quý vị, Nhật thực đó là một cái gọi là việc siêu nhiên xảy ra khi mà mặt trăng sẽ đi qua giữa trái đất và mặt trời, tạo thành một đường thẳng. Tức là chúng ta sẽ có trái đất, mặt trăng rồi tới mặt trời trên cùng một đường thẳng. Và khi mà chúng ta nhìn từ trái đất á, mà nhìn lên á, lúc đó mặt trăng sẽ che khuất hoàn toàn một phần của mặt trời. Và có nghĩa là trong khi trời sáng, đang sáng mặt trời như vậy mà chúng ta sẽ thấy là trời tối sầm lại. Tại vì ban ngày bị ăn mất tiêu, có nghĩa là mặt trăng sẽ chiếm lấy mặt trời, sẽ che khuất. Cho nên tại vì mặt trăng sẽ ngăn giữa trái đất và mặt trời mà, cho nên là chúng ta sẽ thấy hiện tượng nhật thực. Và đây là một cái điều rất là hấp dẫn. Và sắp tới thì chúng ta sẽ có nhật thực, có thể nhật thực toàn phần ở một số nơi, có nghĩa nhật thực toàn phần có nghĩa là hoàn toàn trời đen hết, hoặc là có thể nhật thực một phần, có nghĩa là chúng ta sẽ thấy là mặt trăng sẽ ăn mất mặt trời nhưng mà chỉ ăn một cái hình khuyết thôi. Thì bây giờ người ta đang gọi là những người mà săn lùng nhật thực đó đang gần như có một cơn sốt khi mà tuần sau chúng ta sẽ có nhật thực. Và kể cả những người chưa bao giờ được nhìn thì đây sẽ là lúc mà người ta lên kế hoạch để xem thử nơi nào có thể nhìn rõ nhất. Và hiện tượng nhật thực sẽ xảy ra vào ngày 8 tháng 4 tới đây. Oh wow, sắp tới rồi nha, tuần sau nha quý vị, ngày 8 tháng 4, ngày thứ hai. Đối với một số người thì người ta sẽ sẵn sàng bay máy bay, lái xe và có thể hy vọng nhìn thấy nhật thực toàn phần. Và đây sẽ là một điều rất là hấp dẫn và có thể là còn lâu lắm chúng ta mới có thể thấy nhật thực ngay tại nước Mỹ. Và đối với những người khác thì đây quả thật là một điều rất là tuyệt vời. Và chúng ta có thể thấy hiện tượng nhật thực này trải dài trên khắp 13 tiểu bang của nước Mỹ, ngay cả các vùng của Canada về Mexico. Nhưng theo dự báo thời tiết mới nhất sẽ có một cái đám mây che phủ phần lớn đường đi của nhật thực toàn phần. Thì cách tốt nhất để nhìn thấy nhật thực toàn phần đó là phải luôn luôn rất là phải linh hoạt theo kế hoạch của mình để mà có thể di chuyển từ chỗ này qua chỗ kia để có thể coi. Và nhật thực toàn phần sẽ vĩ đại nhất ở khu vực Bắc Mỹ. Cho nên là chúng ta ở khu vực phía Tây thì sẽ không có nhìn thấy hấp dẫn bằng, nhưng mà khu vực Bắc Mỹ sẽ nhìn thấy được nhật thực toàn phần đang giữa ban ngày ban mặt luôn, đang sáng trưng như vậy thì trời sẽ tối sầm lại luôn và trong vòng một vài phút. Cho nên đây là một điều rất là siêu nhiên, và khi mà chúng ta nhìn thấy cái này chắc cũng phải là gần cả mấy chục năm, tới khi cả 100 năm nữa chúng ta mới thấy nhật thực toàn phần lại một lần nữa. Cho nên đây là điều rất là hiếm hoi thưa quý vị. Nhưng những nhà khoa học gia có lời khuyên là chúng ta phải mua cái kính đặc biệt để mà có thể coi, để không làm hư hại mắt của chúng ta, nếu không rất là nguy hiểm. Và cẩn thận, có những người bán cả kính giả nữa thưa quý vị. Và đến đây thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình, và kính chúc quý vị có một ngày thật bình an, thật nhiều niềm vui bên cạnh những người thân yêu của mình. Và cảm ơn thứ sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh, cảm ơn tất cả quý vị. Và nếu mà quý vị đi coi nhật thực thì mua vé đi Canada thì chúng ta sẽ thấy rõ nhất, không nên đi Mexico. Dạ, đó có thể đến Tampa nè, có thể đến khu vực Tampa của Florida, đến Cleveland. Nhưng mà bây giờ quý vị mà đi đó, Mỹ Linh nói sẵn luôn nha, giá phòng hotel ngay chỗ đó là 600 đô một đêm, giá thuê xe là 300 đô nha quý vị nha. Cho nên là phải tính trước nha. Trời ơi, người ta đã mua sẵn hết rồi, Mỹ Linh đã coi giá hết rồi nha quý vị nha. Cho nên chúc quý vị may mắn. Dạ, cảm ơn thứ sĩ Hồng Dũng. Chúc quý vị an lành.